Xin chào các bạn, mình là Đàn Áp Zoom. Mình đang cầm trên tay một cái máy Samsung Gen 3 sách tay bên Trung Quốc về. Nó có mã là SMG3508i. Con này nó một cái bản là 3508 không có chữ Y nữa. Thì bên mình vừa cài tiếng Việt và Google Play thành công cho chiếc máy này. Đây, tiếng Việt rất là đầy đủ. Điện thoại này. Rồi danh bạ này. Rồi cài đặt này, mình chỉ demo mấy cái mục các bạn xem thôi. Đây, thanh thông báo trạng thái. Rồi thì bên mình cũng cài Google Play ok luôn. Con này thì root rất là khoai, mình cũng phải vật vã mới root được con này. Rồi, mình sẽ thử YouTube cho các bạn xem. Cấu hình con này thì nó hơi thấp nên là lát YouTube nó hơi đơ. Rồi ok. Vậy có nhu cầu cài tiếng Việt rồi set play cho chiếc máy Gen 3 sách tay Trung Quốc này thì liên hệ bên mình. Search vào Đàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên.